Rồi xin chào tất cả mọi người ha. Nay mình tiếp tục lên mọi người một ít dao để chúng ta về chúng ta xài hàng giá bẹo luôn nha. Hàng về này chúng ta sẽ làm lại ha. Xài phải sửa chỉnh sửa lại và giá rất là mềm, một đống vậy là 200k bao ship luôn ha. Đó. Thì mình được 3 bộ như vậy ha. Này là bộ này bộ thứ nhất nè. Một cây ha. Hai cây nè. Mấy cây này mình mài bình thường nha. Đó, các bạn về nhà có cái đá, cái máy mài mà máy mài đá ta mò ta rà lại cái này xong ta mài bình thường nha. Hai cây nè. Ba cây nè. Bốn cây nè. Năm cây. Sáu cây. Cái cây này còn mới bị mẻ nè. Bảy cây. Tám cây. Này đứt nè. 9 cây, cái này mình về mình có thể sửa lại hết nha. 10 cây. 11 cây. 12. 13. 14. Lưỡi này đẹp nè. Lưỡi này là khả năng 3 lớp luôn nè. 13. 14, 15, 16, 17, 3 lớp nha. 18, 19, 20, 21 cây. Cái này mài lại là xài thôi. Rồi 200 ha. Không biết nãy giờ đếm có bị lộn không nè. Các bác có cứ coi theo video đi ha. Bộ thứ 1 nè. Bộ thứ 2. Bộ thứ 2 ha. 1 nè. Bộ này nhiều chứ. 53. 24. 24 thôi. Bây giờ ba cây này mình liên qua đây cho đủ 24 nè. Nãy đây có 21 rồi. Rồi 24 nè. Rồi là 24 nè. Cho đều đều với nhau ha. Bộ thứ hai nha. Bạn chọn bộ nào thì nói mình nha. Bộ thứ ba. Chín, mười,
cay 11 12 2 bát tì 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 cái này biết cái gì 23 24 25 nha. Rồi bộ này là 25 cây nha, là bộ thứ 3. Rồi mình có 3 bộ dao gọi là dao về chế cháo ha, mọi người mua thì bộ nào hay chốt mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.